Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa đề từ vựng chữ Hán N2. Đầu tiên môn đai 1, cách đọc của kanji. Câu số 1 này. Zehi shōri o nani nani metai desu. Ở đây các bạn thấy đây là chữ thu đúng không? Chữ thu sẽ đọc âm kunyomi là osameru đúng nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án số 2. Nhất định là tôi muốn thu được thắng lợi, tôi muốn giành được thắng lợi. Các từ khác chúng ta cùng ôn lại luôn nhé. Ví dụ chúng ta thấy có cái đáp án 1 ấy là motometai. Chữ này sẽ là chữ cầu đúng không? Mong cầu, tìm kiếm này. Số 3 là karametai, đây là sẽ là chữ lạc. Có nghĩa là liên quan dính dáng đến này. Mitomenai. Mitometai sẽ là chữ nhận, công nhận, xác nhận. Tiếp theo, số 2. Tanaka sawa nani nani nahito da to omotteru. Tôi luôn nghĩ Tanaka là một người. Chữ Hán đây là chữ thành và chữ thực, đúng không nhỉ? Thì thành thực sẽ đọc là seijitsu. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 3. Các bạn biết rồi, chữ thành. Nếu mà bạn nào không nhớ cái chữ này đọc là gì thì các bạn có thể thấy này, ở phần bên phải của chữ này là chữ thành, đúng không? Đấy. Ví dụ trong từ thành công, seiko, thì các bạn có thể lấy cái cách đọc của cái chữ này để làm cách đọc của chữ thành này, bởi vì cái phần bên phải sẽ là phần chỉ cách đọc. Đấy, phần bên trái là bộ ngôn là chỉ ý nghĩa nhá. Phần bên phải là chỉ cách đọc, như vậy đọc là C, chữ thực đọc là jitsu trong từ jitsuwa chẳng hạn. Vậy thì đây sẽ là C jitsu. Các đáp án còn lại ví dụ như là chữ từ số 1 là jojitsu. Jojitsu là chữ tình và chữ thực, cái từ này có nghĩa là tình cảm riêng tư hoặc là tình hình thực tế. Số 2, yoshitsu là chữ thượng và chữ chất, có nghĩa là chất lượng cao, chất lượng tốt. Và seishitsu là tính chất. Câu tiếp theo, câu số 3. Nani nani ga atsumatte kaigi o hirakimashita. Chữ Hán là chữ trọng và chữ dịch. Thì hai chữ này, một chữ học ở N4 là chữ trọng và chữ dịch là N3. Thì trong đề thi JLPT thường người ta sẽ có một câu mà hỏi những cái chữ kanji ở cấp thấp hơn như là N4, N3, nhưng mà cái cách đọc của nó sẽ tương đối đặc biệt. Ví dụ chữ trọng đúng không nhỉ? Nó có cách đọc là chô này, ju này, omo này đúng không? Rồi thì kasa, lâm kun vân vân. Chữ dịch thì có cách đọc là eki hoặc là yaku đúng không nhỉ? Như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ phải xem cách đọc của nó là gì. Thì trong trường hợp với những câu đặc biệt này thì bắt buộc các bạn phải nhớ cái cách đọc nó chứ không còn cách nào khác. Cái chữ này sẽ đọc là yuyaku. Như vậy đáp án đúng chúng ta sẽ là đáp án số 4. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là đầu não hoặc là những cái người mà đứng đầu ấy, ban quản trị. Ban quản trị đã tập hợp và đã mở ra một cuộc họp. Yueki là chữ chấp và chữ dịch, có nghĩa là nước ép hoa quả. Omoeki thì không có nhá. Chúng ta chỉ có từ omomuki thôi. Đây. Omomuki có nghĩa là sự thi vị này. Choyaku. Choyaku là chữ khiêu và chữ dược, có nghĩa là nhảy cao. Câu 4. Watashi mo kare mitai na nanani kokoro o mochitai. Chữ Hán này là chữ thanh đúng không? Thì chúng ta sẽ có cách đọc âm cương của nó sẽ là kiyoi đúng nhỉ? Đáp án số 4 nhá. Kiyoi này có nghĩa là thuần khiết, trong sáng, sạch với nước hay là không khí thì có dùng với nghĩa như thế. Còn tâm hồn, cảm xúc sẽ là trong sạch, thuần khiết. Tôi cũng muốn có một cái trái tim gì nhỉ? Trong sáng, thuần khiết như cậu ấy. Các phương án còn lại ví dụ như là 1. Kokoro yoi. Chữ Hán là chữ khoái đúng không? Có nghĩa là dễ chịu, sảng khoái này. Isagiyoi là chữ khiết, có nghĩa là thẳng thắn, hiên ngang này. Nibui là chữ độn, có nghĩa là lờ mờ, chậm chạp, vân vân đúng không? Câu số 5. Kagakusha wa jinrui no kigen o megutte nani nani shite iru. Các nhà khoa học ấy, âm Hán Việt đây là chữ luận và chữ tranh, có nghĩa là tranh luận đúng không nhỉ? Các nhà khoa học đang tranh luận xoay quanh nguồn gốc của loài người. Thì chữ luận và chữ tranh này đã từng được ra trong đề thi JLPT rồi, nhớ không nhầm là tháng 12 năm 2017 thì phải. Đọc sẽ là luận, chúng ta sẽ có
Luận là gì đấy? Don đúng không? Và tranh nghĩa là so. Như vậy sẽ là gì nhỉ? Don so, đáp án đúng là đáp án số 1. Đấy. Nếu các bạn chưa thấy cái từ này bao giờ thì bạn có thể nhớ chữ luận, ví dụ trong từ giron đúng không? Bởi vì là cách đọc âm onyomi cho nên chúng ta có thể ghép. Ví dụ này, chữ giron là cái từ mà nhiều bạn sẽ quen thuộc hơn từ ronso này. Đấy, vậy đọc chữ luận là ron. Và chữ tranh trong từ senso đúng không? Chiến tranh hoặc là cạnh tranh. Như vậy ghép với nhau sẽ là ronso nhá. Các bạn dễ nhầm với lại cái chữ luận với chữ luân, luân đọc là đi. À xin lỗi, luân đọc là din. Ví dụ trong từ đây. Đi đi nhưng lưu ý là hai chữ khác nhau, một chữ là luận, một chữ là luân. Số 2 đọc là ron show, đây là chữ luận chứng, có nghĩa là chứng minh lập luận này. Chữ này thì không có đúng không nhỉ? Và din show này có nghĩa là lâm sàng, thuật ngữ y tế đấy. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2, môn đề 2. Môn đề 2 là môn đề nhận diện mặt chữ. Yusho ka puo kakutoku shita chimu ni shouhi wo ataeta, đã trao cái phần thưởng cho đội mà đã lấy được, giành được cái cúp vô địch. Vậy thì phải là chữ gì nhỉ? Chữ hoạch và chữ đắc đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án số 1. Kakutoku này. Số 2 nhá, chữ hoạch nhưng là sau là chữ đặc là không đúng. Số 3, chữ này cũng là chữ hoạch nhưng mà chữ hoạch này trong từ thu hoạch. Đấy. Có cái bộ hòa là cây lúa phía trước ấy thì là hoạch trong thu hoạch shukaku. Thì nó sẽ khác với từ hoạch có nghĩa là lấy được, đạt được này, nên là số 3 sai, số 4 cũng sai cả hai từ. Câu số 7. Osewa ni natta hito uyamateru. Uyamau đúng không nhỉ? Là tôn kính, kính trọng đúng không? Vậy thì cái chữ Hán nó phải là chữ kính. Một, các bạn thấy có đây là chữ tôn đúng không nhỉ? Đấy, chữ tôn này âm cương của nó sẽ là gì đây? Nó có hai âm cương là tô tô bự đúng không? Và tô tô bự. Nếu mà chia thể t nó sẽ phải là gì nhỉ? Tô tôn đê nhá và tà tô bự. Đấy, cũng sẽ là tà tôn đê. Ở đây thì để ở dưới dạng động từ nguyên mẫu nhé, các bạn tự chia sang t này. Đây là chữ ân trong từ ân nghĩa. Đấy. Không có âm cương yomi nên loại. Số 3 là chữ dưỡng. Chữ dưỡng có âm cương yomi cũng khá là dễ nhầm thế này. Nó sẽ là yashinau. Yashinau có nghĩa là nuôi dưỡng. Thì thể t sẽ phải là yashinate đúng không nhỉ? Vậy thì đúng đây phải là 4. Chữ kính, tôi luôn luôn kính trọng người mà đã giúp đỡ mình. Câu số 8. Kono saikin wa hanshoku no chikara ga tsuyoi. Ở đằng sau các bạn thấy có cái gọi là gì nhỉ? Cái khả năng đúng không? Cái khả năng sinh sôi. Đấy, khả năng phát triển. Thì đằng trước nó sẽ là gì nhỉ? Sinh vật đúng không? Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ xem cái từ nào nó mang nét nghĩa là sinh vật nhá. Số 1 là chữ tế và chữ gì đây? Chữ tế và chữ cá. Không phải. Số 2 là chữ tái và chữ khuẩn. Không có cái từ này đúng không? Đây là chữ tái và chữ cá, không phải. Và 4 là chữ tế và chữ khuẩn. Đúng là 4 đúng nhỉ? Có nghĩa là vi khuẩn. Cái loài vi khuẩn này thì cái sức sinh sôi, cái khả năng sinh sản, khả năng nhân lên nó rất là mạnh mẽ. Câu số 9. Kawa de oboreta kuromo sukutta, đã cứu cái đứa trẻ mà gì đây nhỉ? Mà bị đuối nước ở sông. Vậy thì suku nó sẽ là từ nào? Đầu tiên chữ này là chữ trợ. Cái chữ này sẽ đọc là gì đây? Tasukaru. Đấy. Tasukaru này. Thì thể ta sẽ là tasukatta hoặc là tasukeru. Là tasuketa. Từ thứ hai là chữ bảo. Cái từ này là mamoru đúng không? Mamoru. Như vậy là sẽ là mamota chứ không phải là sukuta. Số 3 là chữ cứu, đúng rồi, đáp án đúng là 3 nhé. Và 4 là chữ bảo. Chữ bảo này có âm cương yomi là tamotsu. Đấy. Thì thể ta sẽ là tamota, như vậy đúng ở đây sẽ là số 3.
Câu số 10. Fuontona hatsugen o giziroku kara sakujo shita. Fuonto đây có nghĩa là không hợp lý, không thỏa đáng. Hatsugen là phát ngôn này. Giziroku có nghĩa là cái biên bản, cái bản ghi chép. Sakujo là xóa đúng không? Xóa cái phát ngôn không hợp lý, không phù hợp khỏi biên bản cuộc họp. Vậy thì chữ xóa sẽ từ nào mang nghĩa là xóa? Thứ nhất là chữ tiêu. Chữ tiêu phải đọc là sho chứ không phải là sakự, nên là loại 1 này. Tương tự vậy thì chúng ta cũng sẽ loại mấy? Loại 3 đúng không? Bởi vì đây là chữ tiêu. Vậy còn 2 với lại 4 thôi. Vậy thì đằng sau sẽ phải là chữ trừ đúng nhỉ? Vậy thì đúng đây phải là đáp án số 2. Còn cái đáp án số 4 ấy, nó đằng sau nó không phải là chữ trừ nhá, mà nó là chữ từ. Trong từ từ từ. Jojo ni, nên là không chính xác. Tiếp theo chúng ta sang môn đai Gokeise. Kongetsu no sue ni nani nani senkyo o okonau koto ni natte iru. Cuối tháng này ấy, thì người ta đã quyết định là sẽ tiến hành cái gì đó tuyển cử. Thì các bạn thấy chắc chắn là phải là tổng tuyển cử đúng không? So senkyo, một từ các bạn khá là quen thuộc rồi. Đúng là 2 này. Chúng ta cùng ô lại một chút các từ kia. Ví dụ chữ toàn. Chữ toàn nó sẽ đi với một số từ như thế nào nhỉ? Ví dụ như là toàn thế giới này. Gen sekai. Đấy, hay là gen dai sang. Toàn thế giới này hay là đánh nó không ra. À đây. Toàn này. Đấy, toàn thế giới hoặc là gì nhỉ? Tổng tài sản hay là gì nhỉ? Gen kokumin nhá, toàn thể nhân dân. Chữ tổng chúng ta có ngoài cái từ so senkyo này, chúng ta còn có tổng gì nữa? Chúng ta còn có so jinko đúng không? Tổng dân số hay là so menseki, tổng diện tích. Chữ đa. Chúng ta có ta mục kuteki này. Đa mục đích này. Đấy, hay là ta homen, đa phương diện này. Đúng nhỉ? Chữ đây là chữ chư đúng không? Sho gai cô cự, các nước bên ngoài tượng trưng số nhiều nhá. Hay là shojo ken, các điều kiện, vân vân. Câu số 12. Wakamono no katsuji nani nani ga shinpai sarete iru. Cái tình trạng này đang được lo lắng. Đấy. Katsuji là chữ in, thì cái katsuji này tượng trưng cho sách báo ấy. Vậy câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, cái việc mà xa rời cái ấn bản in, đúng không? Ví dụ như là sách báo các thứ ấy, đặc biệt là báo tạp chí ấy của người trẻ thì đang cảm thấy rất là lo lắng. Vậy thì chúng ta sẽ phải đi với từ số 1 đúng không nhỉ? Banare. Cái chữ này nếu mà viết kanji ấy nó sẽ là chữ ly nhá. Bình thường là hanare ru nhưng mà khi ghép âm nó thành banare. Tương tự banashi sẽ là chữ thoại này. Zukai là chữ khiển này. Đây. Và zukuri thì thường người ta không viết kanji, hoặc là nếu mà viết thì nó sẽ là chữ tác hoặc là chữ tạo. Đấy. Một số từ mà hay đi kèm, ví dụ này, ngoài cái từ katsuji banare ấy, nó còn có một số từ khác, ví dụ như là genjitsu banare là xa rời hiện thực. Cứ danh từ cộng với banare có nghĩa là xa rời cái đó, không có xu hướng làm cái điều đó. Xa rời hiện thực này, hay là oya banare đúng không nhỉ? Cách xa bố mẹ. Đi với lại chữ thoại. Đấy, nó sẽ mang nghĩa là câu chuyện, thì nó thường có những từ như là jimam banashi. Đấy, những câu chuyện mà gọi là những câu chuyện tự hào, tự kiêu, tự sướng đấy, hay là gì đấy? Tsukuri banashi đúng nhỉ? Những câu chuyện mà tự tạo ra, tự vẽ ra. Từ zukai thì các bạn có khá là nhiều từ, ví dụ như là gì nhỉ? Kotoba zukai. Cái cách sử dụng từ này, lời ăn tiếng nói, hay là từ kane zukai. Cách tiêu xài đúng không? Số 4 chúng ta có từ zukuri. Thì ví dụ một số từ, ví dụ như là machi zukuri này, là việc thường người ta sẽ viết dưới dạng Hán tự nhé. À, viết dưới dạng Hiragana nhé. Này.
xây dựng thành phố, tạo ra một khu phố như thế nào đó, hay là từ tezukuri là làm bằng tay, làm thủ công. Câu số 13. Chai wa sacho ni taishite kihon nani nani no appu o yokyu shita. Nhân viên ấy đã yêu cầu tăng cái gì đó cơ bản với giám đốc. Dio, gaku, kyu và dai, đây là các từ chỉ tiền đúng không nhỉ? Thế các bạn có chữ đầu tiên là chữ liệu. Chúng ta sẽ có một số từ đi với chữ liệu, ví dụ như là nujo dio đúng không? Phí vào cửa này, hay là jugyo dio, tiền lệ phí, tiền học phí này, phí tham dự giờ học, hay là tesu dio là tiền chi phí đúng không nhỉ? Chữ ngạch, một số từ ví dụ như là sogaku này. Đấy. Tổng số tiền, hangaku là một nửa số tiền. Kingaku là khoản tiền. Đấy, hay là tagaku là khoản tiền lớn. Cái chữ cấp ấy, chúng ta có một số từ đi với chữ cấp, ví dụ như là từ gì nhỉ? Từ đầu tiên là cái từ chúng ta cần điền đã, kihon, vậy kihon kyu là lương cơ bản này. Gekyu đúng không? Là lương tháng. Nikyu là lương ngày. Chữ đại, chúng ta có một số từ như là gì nhỉ? Các bạn rất là quen với denki dai rồi này. Tiền điện này. Bai to dai đúng không? Tiền đi làm thêm này. Và phí sửa chữa này, shuri dai. Đấy, ngoài những từ này chúng ta còn một số từ khác nữa, ví dụ như chữ chin. Các bạn có yachin là tiền nhà. Unchin là tiền gì nhỉ? Là tiền vận chuyển. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 4. Môn đai 4 là môn đai từ vựng. Câu 14. Daigaku no shinyusei no nani nani wa yahari juken tensu ni yoru no desu. Jikko, jishi, sentaku và sente. Như vậy các đáp án nó chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất mang nghĩa là thực hành, thực hiện, đúng không? Từ jikko này mang nghĩa là thực hành, thực hiện nhé. Jishi này là thực thi, nó cũng nghĩa tương tự như từ này. Và nhóm thứ hai là mang nghĩa là lựa chọn, tuyển chọn. Sentaku và sente đều nghĩa gần gần giống nhau. Nhưng mà đi với lại gì nhỉ? Đi với lại shinyusei ấy. Đấy, đi với lựa chọn người ấy, chúng ta không dùng sentaku mà phải dùng gì đấy? Chúng ta phải dùng sente. Như vậy đáp án lúc đấy phải là đáp án số 4. Mặc dù đây là câu từ vựng nhưng thế nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải dựa vào một số cái hinto nhất định đúng không nhỉ? Cái việc gì nhỉ? Cái việc lựa chọn các đây gọi là các sinh viên mới nhập học của trường ấy thì quả nhiên là được quyết định bởi điểm số của kỳ thi đúng không? Còn cái từ sentaku nhá, từ jikko và từ jishi thì mang nghĩa là thực hành, thực hiện thì nó không phải dùng trong trường hợp này rồi. Với cái nét nghĩa là bởi cái kỳ thi gì nhỉ? Bởi cái điểm số của kỳ thi thì không đúng. Nhưng mà từ sentaku và từ sente là hai từ mà dễ nhầm lẫn. Thì cái từ sentaku ấy nó hay đi với những từ như là chọn nghề nghiệp này, shokugyo. Đấy, hay là chọn gì? Hay là chọn tema đúng không? Chọn đề tài, hoặc là chọn môn học, kyomoku. Xin lỗi, kamoku chứ. Còn từ sente nhá, nó là gì nhỉ? Nó là lựa chọn kyozai, giáo trình này. Lựa chọn người đúng không? Ví dụ như là shinyusei, hay là gì nhỉ? Shinyusai. Các bạn lưu ý bởi vì đây là người nên là sẽ phải là sente. Những cái này chúng ta phải nhớ một cách tương đối là cố định thôi. Câu số 15. Mina no kyoryoku no okage de sengetsu to chigatte ureyuki o shimesu yo ni natta. Nhờ cái sự hợp tác, nhờ cái sự hiệp lực của mọi người ấy mà khác với tháng trước. Khác với tháng trước, thời điểm này tháng này này đã cho thấy một cái ureyuki có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là tình hình kinh doanh, tình hình buôn bán. Thì nó phải là một cái tính từ diễn tả cái gì nhỉ? Điểm gì đó đi với lại cái quá trình đó. Chúng ta cùng xem từ thứ nhất là từ honki. Honki na là nghiêm túc, hết sức. Nó dùng trong những cái động từ diễn tả cái việc làm gì đó một cách nghiêm túc, nghiêm chỉnh, hoặc là tính cách này. Me các cự na là chữ minh và chữ xác, nó có nghĩa là rõ ràng, minh bạch. Không phải. Đây là kochona là gì đây nhỉ?
là thuận lợi, tiến triển tốt. À, nó sẽ rất là hợp với lại cái danh từ ureyuki đúng không? Tình hình buôn bán thuận lợi đúng nhỉ? Đây là kyoryoku, có nghĩa là mạnh mẽ, hùng mạnh. Nó dùng cho người chứ không dùng cho cái ureyuki này nhá. Cho nên đúng đây phải là đáp án số 3, Kochona. Câu số 16. Tsuma to watashi wa gakusei jidai ni eigo de shiriaimashita yo. Vợ tớ và tớ ấy đã quen nhau cái gì đó tiếng Anh ở thời sinh viên. Sakuru. À, chúng ta có từ đầu tiên sakuru là gì nhỉ? Là câu lạc bộ đúng không? Từ thứ hai chúng ta có từ haikingu. Haikingu là đi phượt, đi dã ngoại này. Từ số 3 là circus là gì nhỉ? Là rạp xiếc. Và từ thứ tư là campus là gì đấy? Khuôn viên hoặc là sân bãi. Vậy thì đúng ở đây phải là mấy? Ở đằng trước có từ ego thì phải là gì nhỉ? Câu lạc bộ tiếng Anh đúng không? Nó gần giống cái từ club ấy. Tôi và vợ tôi đã quen nhau ở câu lạc bộ tiếng Anh thời sinh viên này. Câu số 17. Chichi wa honsha kara Kyoto Shisha e nanyani o mejirareta. Bố tôi ấy được lệnh gì đó đến chi nhánh từ gì nhỉ? Từ trụ sở chính đúng không? Đến chi nhánh ở Kyoto thì đây chắc chắn là sẽ là chuyển công tác. Chuyển công tác vẫn là ở một công ty thế nhưng mà chuyển sang bộ phận khác đúng nhỉ? Chuyển sang cái nơi khác làm. Đấy. Thì nó sẽ là từ tenkin đúng không? Như vậy các bạn phải chọn đáp án đúng là đáp án mấy nhỉ? Một này kaiten. Đây là chữ hồi và chữ chuyển, nghĩa là xoay chuyển, xoay vòng. Tenkin là chuyển công tác. Đúng rồi, chuyển chỗ làm nhưng mà vẫn thuộc công ty đó. Kindo. Đây là chữ cần và chữ lao, có nghĩa là lao động làm việc. Tương tự đây là chữ đô, đô cũng là lao động làm việc. Nhưng mà hai từ này nó không đi với trợ từ ế, đúng nhỉ? Nét nghĩa không hợp lý nên là chúng ta không chọn. Câu 18. Động từ phức cũng khá, mà là những câu mà khá là khó với các bạn. Kazoku no minna ni hagemasarete sensei wa iyoyo Atarashi Kenkyu ni được cả gia đình, được mọi người trong gia đình động viên khích lệ thì thầy giáo cuối cùng cái gì đó, cái nghiên cứu mới nhá. Thì các bạn thấy đây là trợ từ ni ấy, nó sẽ phải đi với lại cái từ nào? Từ thứ nhất này. Torikakata là gì đấy? Là bắt tay vào, bắt đầu. Nó sẽ đi với trợ từ ni, đúng rồi, đáp án đây là một. Ngoài từ Kenkyu thì cái động từ Torikakaru nó còn đi với một số động từ khác, ví dụ như là động từ sagyo này. À xin lỗi, danh từ chứ. Danh từ sagyo là công việc này, hay là shigoto. Đấy. Hay là koji thi công. Từ thứ hai là toriatsukata. Từ này mang nghĩa rất là nhiều nghĩa, áp dụng, xử lý, cung cấp vân vân. Từ này nó sẽ đi với một số từ như là kikai. Đấy. Ví dụ đi với từ kikai nó mang nghĩa là kiểu là thao tác máy, dùng máy đấy. Công việc di mự này. Hay là gì nhỉ? Yunyuhin, cung cấp cái đồ, cái sản phẩm nhập khẩu. Từ thứ ba, hikiuketa. Hikiuketa mang nghĩa là gì? Tiếp nhận hoặc là đảm nhận đúng không? Nó thường đi với lại, nó đi với từ shigoto là nhiều nhất, tiếp nhận công việc, hoặc là đi với từ jigyo đúng nhỉ? Tiếp nhận cái công cuộc, cái sự nghiệp nào đó. Uketometa là chấp nhận hoặc là tiếp thu. Nó có thể dùng với vật thể, ví dụ như là nhận lấy quả bóng này, hay là tiếp thu gì đấy, tiếp thu lời khuyên, chūkoku, hoặc là chấp nhận sự thực nhá. Jijitsu. Thì ở đây chúng ta thấy có hint tội của câu này, đấy là Kenkyū nhị thì phải chọn đáp án 1. Tiếp theo chúng ta sang câu 19. Radio no ongaku o kiiteru uchi ni nani nani nemutte shimatta. Trong lúc đang nghe nhạc ở trên đài ấy, thì tôi đã ngủ gật. Kuta kuta. Kuta kuta là mệt phờ, mệt rũ rượi. Mago mago có nghĩa là lúng túng, hoang mang, bối rối. Gara gara là vắng tanh, vắng ngắt. Và uto uto là gì nhỉ? Chập chờn đúng không? Ngủ chưa sâu. Đúng rồi, đáp án đúng là 4 nhá. Bởi vì đi với lại
cái động từ đằng sau là nemutte đúng nhỉ? Thì vậy là utoto là phù hợp nhất. Câu 20. Okeku sama no mae de kanojo wa kanashimi o nani nani ni niko niko shita. Trước mọi người thì cô ấy, đây là nỗi buồn và cười này. Các bạn cùng xem các từ. Từ thứ nhất là taete, cái này nếu mà viết kanji đọc là động từ là tái rự thì có một số động từ như là chữ tuyệt. Đây có nghĩa là ngừng, ngắt, dừng này. Hay là chữ gì nhỉ? Hay là chữ kham. Đây, đây là chữ kham nhé, kanji N1. Có nghĩa là cam chịu này. Và chữ nại trong từ nhẫn nại cũng là kanji N1. Thế nhưng mà nếu như những cái, nếu như từ đầu tiên ấy, tái rự này thì không đúng rồi. Đây là chữ tuyệt có nghĩa là dừng, ngừng ấy. Thì nó không đi với lại kanashimi. Nên là loại. Ngừng đây là ngừng một cái gì đó. Ví dụ như là dừng cái quá trình nào đó này. Còn hai cái từ dưới, nếu mà nghĩa là chịu đựng thì nó phải đi với trợ từ ni. Ở đây là trợ từ ô nên là không đúng. Số 2 chúng ta có từ đọc là ot đúng nhỉ? Như vậy đây phải là chữ lý, có nghĩa là che đậy, phủ này. Không phải. Số 3 các bạn có từ đọc là osaete. Osaete sẽ có chữ gì đây? Có thể là chữ, chữ này các bạn học trước rồi đúng không? Chữ, chữ này mang nghĩa là gì nhỉ? Mang nghĩa là ấn đẩy đấy. Đấy. Áp đúng chưa? Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là chữ này nhá. Chữ ức, trong ức chế. Thì trong trường này nó chính là gì đấy? Nó chính là cái cách viết kanji thứ hai của chữ gì nhỉ? Của chữ ức trong từ ức chế này và đi với trợ từ ô. Như vậy là đáp án đúng là đáp án số 3. Có nghĩa là trước mọi người thì cô ấy đã gì đấy? Đã đè nén đúng không? Đã kiềm chế cái nỗi buồn và cười, mỉm cười. Shimatte là cất, không phải. Tiếp theo là monai 5 này, từ đồng nghĩa. Câu 21, sono hi kanojo wa awai iro no fuku o kiteita. Vào ngày hôm đó ấy, thì cô ấy đã mặc một bộ quần áo với màu, awai là chữ đạm có nghĩa là nhạt đúng không? Một bộ quần áo nhạt màu. Thì từ nào là đồng nghĩa nhỉ? Từ đầu tiên, akarui là sáng. Nhạt màu không đồng nghĩa với sáng màu nên là không đúng. Số 2 là usui là nhạt, đúng rồi. Hadena là lòe loẹt, màu mè, rực rỡ. Và Shinsena là gì đây nhỉ? Tươi mới, tươi sáng. Không phải, như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 2, Usui. Câu số 22. Daigaku o mezashite Nihon e ryugaku suru koto ni shita. Động từ mezashite được chia thành T. Nếu mà viết hán tự thì các bạn sẽ có thể đoán ra ngay. Nên là nhiều khi người ta sẽ không để hán tự. Mezashite nhá, chữ hán là chữ này. Đấy. Hướng tới, nhắm tới đúng không? Đặt mục đích là cái đó. Vậy thì từ nào đồng nghĩa với nó nhỉ? Tôi đã gì đây? Tôi đã quyết định là đi du học Nhật Bản với mục tiêu nhắm tới học trường đại học. Số 1, yamete là từ bỏ này. Mitsukete là tìm kiếm. Tìm kiếm thì cũng không đồng nghĩa với lại nhắm tới. Nerate là hướng tới, nhắm tới, đặt mục đích. Đúng rồi. Nerate, kanji là chữ này nhá. Kanji N1. Tsuzukete là tiếp tục. Như vậy đúng ở đây phải là đáp án số 3. Câu số 23. Sai-san chuishita ni mo kakawarazu kare wa kiki irenakata. Mặc dù là tôi đã nhắc nhở, cái chữ này thì các bạn từng thấy ở trong khá là nhiều lần, người ta đã từng ra đề đúng không? Và các bạn thấy là người ta hay cho nó bằng nghĩa cái từ nandomo là nhiều lần ấy. Đấy. Mặc dù là tôi đã nhắc nhở rất là nhiều lần, thế nhưng mà anh ta đã không thèm nghe. Vậy thì ở đây lại không có cái nào là nandomo, vậy thì phải tìm cái từ nào mang nghĩa là nhiều lần đúng không? Số 1, tabi tabi là nhiều lần, đúng rồi. Các bạn đúng là ichi. Waza waza là cất công, mất công, tốn công sức, không phải. Kanete là gì nhỉ? Từ trước, trước đó. Aete là dám hoặc là mạnh dạn làm gì, không phải. Câu số 24. Ano yūshōsha wa wakai nagara intai shita. Các bạn thấy đây là chữ
ưu thắng giả, usual là vô địch đúng không? Thì đây có nghĩa là nhà vô địch. Cái nhà vô địch kia ấy, mặc dù là còn trẻ mà đã giải nghệ rồi. Chúng ta cùng xem cái từ nào đồng nghĩa nhé. Từ đầu tiên, talento. Talento, cái từ này mang nghĩa là gì? Mang nghĩa là nghệ sĩ đúng không? Hoặc là idol này. Thì anh là talent đúng không nhỉ? Từ thứ hai, challenger. Các bạn có từ challenge là thử thách, thách thức đúng không? Thì đây là người, cái người thích thử thách đấy, hoặc là người thách thức. Không phải, cái dạng tiếng Anh của nó là như này nhá. Từ thứ ba là từ leader, có nghĩa là gì đấy? Lãnh đạo đúng không? Dẫn đầu. Không đúng. Và số 4, champion. Champion có nghĩa là gì đây nhỉ? Nhà vô địch, chính xác. Cái từ này nếu bạn nào xem bóng đá ấy, thì rất là quen thuộc rồi. Như vậy đúng đây phải là số 4. Vô ông bà. Câu số 25, câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Omotome ni natta shouhin wa nochihodo otaku e otodoke shimasu. Cái sản phẩm mà quý khách đã yêu cầu ấy thì chúng tôi sẽ gửi đến nhà. Từ nochihodo, nếu mà viết kanji nó sẽ là như thế này. Các bạn thấy có chữ hậu đúng không nhỉ? Đấy, có nghĩa là sau, nó chính là bằng ato de. Như vậy là từ đồng nghĩa với nó là đáp án 2. Nhi bằng nhá, ato de. Còn một ấy, hayaku này có nghĩa là nhanh. Sugu ni là ngay lập tức. Saki ni này có nghĩa là trước, không phải. Tiếp theo chúng ta sang bài số 6. Môn đai 6 là môn đai có thể nói là cũng khó nhất và cũng nhiều điểm nhất của phần từ vựng. Môn đai này thì mỗi câu tận là 2 điểm cơ, bằng với lại một bài đọc ngắn rồi. Câu 26, từ đầu tiên là từ Genkai. Từ Genkai, chữ Hán là chữ hạn và chữ giới đúng không? Mang nghĩa là giới hạn. Và cách dùng của nó là gì? Thứ nhất, đây là một danh từ, đúng nhỉ? Nó là một danh từ thuần, không phải là danh động từ nhá, không có dạng là sư rự. Đấy. Thứ hai, ấy, nó sẽ đi với lại những cái dạng cố định như thế nào? Để làm được bài này ngoài cái nghĩa, các bạn còn phải biết một số cái dạng cố định đi kèm nữa. Bởi vì ấy, nếu mà chỉ dịch nghĩa không thì sẽ thấy rất là nhiều từ có vẻ hợp lý, có vẻ đúng. Thì những cái từ mà đi kèm, những cái cụm cố định mà đi kèm với lại từ này, thứ nhất đó là gì đây? Đó là gì nhỉ? Ni, đây ký hiệu là N, đấy là từ Genkai nhá. Thì sẽ là ni này, tạt sư rự này, đạt đến cái giới hạn nào đấy này. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là ô koeru này, vượt qua đúng không nhỉ? Vượt qua cái giới hạn. Koeru đây. Hoặc là gì đây? Hoặc là cảm thấy đúng không? Cảm thấy đến cái giới hạn rồi này. Ngoài ra ấy, nó còn dùng trong một số dạng thức như là gì nhỉ? Tai điều cự nhá. Thể lực này, hay là chịu đựng này, gama này, và no điều cự. Ô, xin lỗi. No Genkai có nghĩa là giới hạn của năng lực, giới hạn của sự chịu đựng, giới hạn thể lực. Vậy các bạn thấy câu số 1, Sore wa watashi no norioku no genkai wo koeru shigoto dakara muri desu. Ở đây mọi người thấy có hai cái dấu hiệu, thứ nhất là từ norioku, thứ hai là từ koeru. Đúng không? Như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là đáp án số 1. Bởi vì đấy là cái công việc mà gì đây nhỉ? Vượt quá cái giới hạn năng lực của tôi. Cho nên là tôi không làm được đúng không? Câu số 2 này. Ryokoku wa futatabi kuni to kuni no genkai de sensho okoshita soda. Hai nước nghe nói đã gây ra chiến tranh, lại một lần nữa gây ra chiến tranh ở cái giới hạn nước với nước. À đây chúng ta có thể hiểu là biên giới đúng không? Đấy, chiến tranh ở vùng biên giới thì nó sẽ không phải là từ genkai nhá, mà phải là từ khác mang nghĩa là biên giới. Có thể là từ kokyo này, chữ quốc và chữ cảnh này, hoặc là gì nhỉ? Sakai này, hoặc là từ Kyokai. Ba từ này đều mang nghĩa là biên giới, các bạn có thể chọn. Câu số 3. Shubun no hi wo genkai ni shite hiru yori mo yoru no jikan ga nagaku naru. Cái ngày thu phân ấy, đấy, cái ngày thu phân nó làm cái giới hạn và cái thời gian ban đêm sẽ dài hơn ban ngày. Đây là một cái hiện tượng liên quan đến địa lý đúng không nhỉ? Thiên văn. À, ngày thu phân sẽ là làm gì đây nhỉ? Làm mốc đúng không? Đây sẽ phải là gì đây?
làm ranh giới chứ không phải là genkai. Đây là dùng từ sakai nhá, cái này đọc là sakai. Ngày thu phân làm ranh giới đúng không, và từ cái ngày đó trở đi ấy thì đêm dài hơn ngày đúng không? Câu số 4. Kê sát sự no so sa hang yi wa hang ke nijū kiro to genkai sarete iru soda. Đây các bạn thấy là dùng dạng động từ là không thể đi với lại từ genkai rồi, nó chỉ là danh từ thôi. Như vậy cái từ này phải dùng từ gì? Gente, chữ hạn và chữ định, giới hạn đúng không nhỉ? Cái phạm vi đi tìm kiếm một cảnh sát ấy, nghe nói là đang được giới hạn ở trong bán kính 20 cây số. Câu số 27. Kimyo, chữ kỳ và chữ diệu. Mặc dù kanji là chữ kỳ diệu nhưng mà thường là cái từ này trong tiếng Việt nó không mang nghĩa là kỳ diệu kiểu kỳ tích hay là subarashi tuyệt vời đâu, mà nó thường mang nghĩa là kiểu kỳ quặc lạ lùng ấy. Nó giống từ miona này, giống chữ diệu đứng một mình này, hoặc là henna nhá. Chúng ta cùng xem câu số 1 nó là gì đây. Iega to kite mini itara kimyo ni omoshiroku nakata. Tôi nghe được đấy là bộ phim hay và tôi đã thử đi xem. Thế nhưng mà nó đã không hay một cách kỳ diệu, một cách kỳ lạ. Nghĩa thì đúng nhưng mà trong trường này chúng ta sẽ không dùng đúng không? Đằng trước nói là gì đây? Đằng trước là nói là iega, đằng sau lại là nó không thú vị. Vậy là để diễn tả cái sự trái ngược, một cái bất ngờ này, chúng ta sẽ không dùng cái từ này mà phải dùng từ igai đúng không nhỉ? Igai to hoặc là angai to nhá. Có nghĩa là nghe thì nghe vậy đấy nhưng mà nó lại không thú vị một cách ngoài sức tưởng tượng của tôi, một cách bất ngờ. Câu số 2. Kochi no kap wa doko ni demo atte kimyo na mono ja nai yo. Những cái cốc ở đây ấy thì ở đâu cũng có, nó không phải là cái thứ kỳ quặc kỳ lạ. Ở đây chúng ta thấy vế trước nó là doko ni mo, doko ni demo atte, ở đâu cũng có đúng không? Thì vế sau nó sẽ không phải liên quan đến cái sự gọi là kỳ quặc kỳ lạ lạ lùng gì cả, mà nó phải là diễn tả cái sự hiếm hay không hiếm đúng không? Đây phải là từ mezurashi mới hợp lý đúng không nhỉ? Nó là cái thứ mà ở đâu cũng có, không phải là cái thứ quý hiếm. Câu số 3. Ano hito wa mise no mae o itari kitari shite kimyo na kodo o shite iru. Cái người kia ấy cứ đến lại đi, cứ đi đi lại lại trước cửa hàng và có những hành động rất là gì nhỉ? Rất là lạ lùng kỳ quặc. À, chúng ta thấy đúng ở đây là án số 3. Nghĩa hợp lý và cái từ kimyo này nó còn đi với lại từ kodo nữa. Một số cái danh từ mà đi với từ kimyo các bạn lưu ý nhá. Ví dụ như là từ hiện tượng này, gensho này, cái hiện tượng kỳ quặc, hiện tượng lạ lùng này, hay là từ kako này, bộ dạng này, lạ lùng kỳ quặc này, hình dáng này, katachi này, có thể dùng cho người, hito này, hay là từ kodo, hành động. Câu số 4. Kanojo wa jiko kotsu jiko ni ataga kimyo teki ni inochi ga tasukatta soda. Cô ấy đã gặp tai nạn giao thông, thế nhưng mà nghe nói là tính mạng đã được cứu một cách kỳ diệu. Cái này nếu mà dịch theo nghĩa tiếng Việt thì sẽ dịch như thế, nhưng mà trong trường này người ta không dùng đúng không nhỉ? Bản thân kimyo đã là tính từ đến nào rồi nên là không có dạng kimyo teki. Cái này phải là dùng từ kiseki. Chữ Hán là chữ kỳ và chữ tích. Kỳ tích có nghĩa là danh từ. Kỳ tích là danh từ cho nên là muốn dùng như tính từ phải có từ teki vào nhá. Đấy, kiseki teki ni. Và cái nghĩa của từ kỳ tích này nó mới đúng là kiểu kỳ diệu ở trong tiếng Việt. Chứ còn kimyo kỳ diệu này không phải, nó là kỳ quặc kỳ lạ, lạ lùng. Tiếp theo số 28. Nugu. Nugu là gì nhỉ? Nếu mà viết kanji thì sẽ nhiều bạn biết. Đây, kanji nó là chữ thức nhá. Nó sẽ giống cái chữ phư cự. Đó. Bởi vì là cùng kanji này cho nên là nghĩa của nó cũng tương tự nhau, có nghĩa là lau hoặc là chùi. Có thể dùng cho lau gì đây nhỉ? Lau mồ hôi này, AC này. Lau nước mắt, namida. Lau gì đây? Máu này. Đấy. Lau miệng. Lau mặt. Ngoài những cái gọi là cụ thể này thì có thể dùng trong trường hợp trừu tượng, đó là gì nhỉ? Lau xóa bỏ những cái trừu tượng, ví dụ như là phương, bất an, lo lắng, vân vân. Thì chúng ta cùng xem câu số 1.
Kaki machigaeta jio keshigomu de nugutara kami o yabutta. Tôi lau cái chữ mà đã viết sai bằng tẩy và làm rách giấy. Không phải dịch là lau bằng tẩy đúng không các bạn? Đấy, trường hợp này phải dùng từ gì? Phải dịch là xóa đúng không nhỉ? Tẩy xóa thì không phải dùng động từ kê sự, không được dùng động từ nugu. Keshitara. Số 2. Burashi de yogoreta kawagutsu o nugutara pika pika hikatta. Burashi là cái bàn chải, kawagutsu là cái đôi giày da. Sau khi tôi lau cái đôi giày da bằng bàn chải, không ai dịch là lau bằng bàn chải đúng không? Lau thì lau bằng khăn rẻ vân vân. Bàn chải đây phải là đánh đúng không nhỉ? Cọ. Sau khi tôi cọ cái đôi giày da bằng bàn chải, đôi giày da bẩn bằng bàn chải thì nó sáng bóng, nó sạch sẽ này. Đây phải dùng từ migaitara nhá, migaku là đánh. Số 3, kanojo wa megane o hazushi, hankachi de tsuita hokori o nugutta. Cô ấy tháo kính ra và lau bụi bám vào bằng hankachi, bằng khăn, đúng không? Chính xác, đáp án đúng là sam bằng số 3 nhá. Thì chúng ta thấy có rõ ràng có hinto là gì đấy nhỉ? Lau bụi là hợp lý này, thứ hai là bằng cái khăn tay nữa. Câu số 4. Oame ga furidashita no de nugu no sakete kino shita ni tatatta. Tatta. Đột nhiên mưa rào nó rơi. Vì vậy tôi đã tránh cái việc gì đấy và tôi đứng gì đây nhỉ? Tôi đứng ở dưới cây. Tôi tránh việc gì? Tôi tránh cái việc bị ướt đúng không? Tránh nureru. Tiếp theo câu 29. Câu 29 chúng ta có từ futan. Từ futan mang nghĩa là gánh nặng. Một số dạng cố định đi kèm với từ futan chúng ta thường gặp đó là futan ga, nặng nề này, omoi này, karui này, nhẹ này, oki này, lớn này, chi sai là nhỏ này, đúng không? Còn nếu mà đi với động từ ấy sẽ là gì nhỉ? Ni naru này, trở thành gánh nặng này, hay là ga kakaru này, gánh nặng tác động lên này, hoặc là gây ra gánh nặng o kakeru. Đây là một số cái đi kèm với lại từ futan các bạn xem nhé. Câu số 1. Kimi ga kono bumon no buchou dakara kondo no jiko no sekini o futan suru beki da. Bởi vì cậu là trưởng phòng của cái bộ phận này, do vậy cậu nên cái gì đó trách nhiệm của sự cố lần này. Đây là đi với sekinin thì không thể dùng từ futan được đúng không? Không dịch là gánh nặng cái trách nhiệm mà phải là gì đấy? Phải là gánh trách nhiệm, với lại mang nghĩa là gánh như vậy ấy, thì các bạn phải dùng từ ô ự nhá. Đây chỉ chữ này đứng một mình thôi này, đọc là ô ự hoặc là chữ thô ự. Bình thường người ta hay dùng từ thô ự nhất. Lấy trách nhiệm, nhận trách nhiệm. Câu số 2. Shain no futan ni naranai yō ni kawari ni shachō ga kaisha ga shotoku zei o shiharau. Để không gây ra gánh nặng cho nhân viên thì thay vào đó công ty sẽ trả cái thuế thu nhập. Chính xác đúng không nhỉ? Nghĩa hợp lý và cũng thấy có dạng là gì nhỉ? Futan ni naranai, đây chính là dạng phủ định của futan ni naru, như vậy đúng là ni bằng. Số 2. Câu số 3. Byoki no Yamada sensei ni kawatte kyō no kaiwa jūgyō wa watashi ga futan shimasu. Thay cho thầy Yamada bị ốm ấy thì giờ học kaiwa ngày hôm nay tôi sẽ gánh nặng, tôi sẽ phụ trách đúng không? Câu này không phải dùng từ futan mà phải dùng từ tanto đúng không nhỉ? Tôi sẽ đảm nhiệm. Câu 4 này. Kono kuni no shōrai o futan suru no wa kimi tachi ni hoka naranai. Những cái người mà gánh nặng cái tương lai của đất nước này không ai khác chính là các bạn. Đây phải là gánh vác, không dùng từ futan. Phải là ni nau nhá. Tiếp theo từ cuối cùng. Số 30. Chữ Hán là chữ nhất và chữ khí. Ikki, từ này thường được dùng như là một phó từ. Nó mang nghĩa là gì?
một mạch một hơi đúng không? Nó thường đi kèm với lại những cái động từ như là gì đây nhỉ? Kake agaru này, leo này đúng không nhỉ? Ví dụ leo từ dưới lên trên, leo bậc thang ấy, hay là uống này, nomu, vân vân. Ngoài ra thì có thể đi kèm với một số cái dạng khác. Ví dụ chúng ta xem câu số 1. Juniji ni natta doji ni kyōkai no kane ga ikki ni nari dashita. Cùng lúc 12 giờ ấy thì chuông nhà thờ nó đã reo vang đồng loạt, chứ không phải là một mạch đúng không? Đấy. Tức là tất cả các chuông nhà thờ đến cái thời điểm này nó đều cùng reo lên ấy, đều cùng vang lên, thì không dùng từ này, phải dùng từ ise, chữ nhất và chữ tè nhá, có nghĩa là đồng loạt. Câu số 1 này, câu số 2 này, Iki no jiko tsuji ko wa onaji drive ni yoru mono da to mou. Tôi nghĩ rằng ấy, cái tai nạn giao thông Iki đều là do cùng một cái tài xế gây ra. À đây phải là cái chuỗi đúng không? Không phải là dùng từ Iki mà phải dùng từ Ichiren. Ichiren cộng với N có nghĩa là cái chuỗi đó nhé. Ichiren no N là cái chuỗi đó, một cái quá trình có nhiều cái sự việc giống nhau xảy ra. Tôi nghĩ rằng ấy, cái chuỗi tai nạn giao thông thì là đều do một cái người tài xế gây ra. Câu số 3. Kono pasoko wa iki barai de wa naku bunkatsu barai de kata. Cái máy tính này ấy, thì không phải là tôi trả một mạch, mà tôi trả theo hình thức là trả góp, trả chia thành từng đợt. Dịch nghĩa thì ok, nhưng mà người ta sẽ không dùng ikibarai đúng không nhỉ? Muốn nói là trả một cục, trả một mạch ấy, người ta dùng từ ikatsu. Đấy, chữ này cơ. Chứ không phải là dùng cái chữ nhất và chữ khí nhá. Máy tính này thì tôi mua trả góp, chứ không phải là tôi trả luôn một cục. Ba sai đúng không? Vậy thì đương nhiên là còn bốn là chính xác. Watashi no seiseki wa iki ni kurasu saikai ma de tên rắc shite shimatteita. Cái thành tích của tôi ấy, đấy, nó làm sao đấy, nó đã hạ xuống, nó đã rơi xuống một lèo đến tận cuối lớp. Có nghĩa là ban đầu thành tích của tôi nó rất là tốt đúng không, nhưng mà tự nhiên ấy, nó không phải là từ từ từng chút một là gì nhỉ, thay đổi một cách bất ngờ, một cách gọi là như kiểu là không có bước ngoặt ấy, mà nhảy đột ngột xuống dưới luôn. Như vậy trong trường này nó mang nghĩa gần giống như kiểu là một người đang leo cầu thang liền một mạch, thì đây sẽ là gì nhỉ? Giảm sút khủng khiếp, giảm sút như kiểu là rơi tự do luôn. Như vậy đúng đây là số 4 nhá. Thì đó là cái phần chữa đề thi này của chúng ta. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video chữa đề sắp tới.